các bác, em giới thiệu con rửa bát TR6, phải nói một con đẹp xuất sắc hiếm có, đẹp xuất sắc hiếm có các bác nhá. Một con TR6 này còn như mới luôn. Đây. Tất cả nguyên zin tuyệt đối từ vỏ lưu tôn. Phạt tít đẹp long lanh. Con máy đẹp nguyên zin tuyệt đối 100%, series máy con này là 1044/2013. Quá đẹp. Bảng điều khiển mới cứng, cánh nhựa nguyên zin mới cứng, Mika đẹp. Phải nói là một con hiếm có, mã số 6. Nội thất như mới. Hàng gần như là bên Nhật, không dùng mấy. Phải nói là quá đẹp. Đẹp từ nội thất đến ngoại thất. Nhựa nhé, tất cả nguyên zin tuyệt đối. Đó là trước con này alo em nhé. Con này em bán 3.8 triệu, tranh với các con khác 300.000. Nhưng mà nó đáng đồng tiền bát gạo các bạn. Phải nói là nó xuất sắc. 3.8 triệu các bác nhé. Bảo hành 2 năm. Qua liên hệ cho em theo số điện thoại này. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển, chưa bao gồm biến áp. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000, biến áp là 500. Bảo hành 2 năm các bác nhé. Chào các bác.